thần thiếp thích nghe nhất hoàng thượng nói ba chữ: nàng yên tâm, suốt cuộc đời này thần thiếp chỉ một lòng một dạ dành cho một người nam nhân chính là người. Chỉ đáng tiếc hoàng thượng đã không còn là Tứ A Ca hoàng nghịch của ngày xưa. Người có biết câu lan nhân dứ quả hay không? Hồi còn trẻ thiếp đọc chỉ cảm thấy đáng tiếc, nhưng giờ đây thiếp đã hiểu rồi. Hoa nở hoa tàn đều có lúc.